Đây là một con ngựa. Ngựa này thì có hình của công chúa Cinderella trong phim hoạt hình là Cinderella luôn. Nó là hàng thương hiệu Mattel của Mỹ. Thương hiệu của nó là được in ở trong đây. Hai bên hông của y ngựa đều có hình ảnh của Cinderella.